Minh được Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đọc quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày quý dậu tháng quý mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim ngày quý dậu tức chi sinh can nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát và nạp âm um, kiếm phong kim kỵ tuổi đinh mão tân mão ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục dung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh mão tân mão đinh dậu tuổi xung trong tháng tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao thiên thành tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa xấu mọi việc sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sau địa tặc sau đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương sau nguyệt yếm đại họa sau đối với xuất hành giá thú sau phi ma sát kỵ về giá thú nhập trạch sau ngũ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng sau ly sàng kỵ về cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng chính tây và sau đây mời các bạn đoán xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết. từ vi tuổi Tý thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi tí bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọ mạo dậu. Điều này nhắc nhở bạn tuổi tí cần phải đề phòng vì những gì diễn ra trong ngày hôm nay có thể không giống như bạn đã sắp đặt ban đầu và gây ra cho bạn gặp chút rắc rối. Tuy nhiên, bạn hãy hiểu rằng đôi khi những bất ngờ cũng sẽ đem tới cho bạn có được sự sôi động, mới mẻ thay vì thiêu guồng quay quyên thuộc có phần buồn tỉa của đời sống này nhé. Ngày này với bà tuổi Tý cũng đang chịu tác động của thực thần chiếu mệnh, cho nên điều này sẽ giúp cho đời sống tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất tốt. Và ngày này nếu như bạn muốn được yêu đương, khao khát có được sự quan tâm, may mắn cũng sẽ được theo ý của bạn. Bạn sẽ có được những gì mà mình mong muốn khi mọi người chú ý tới bạn và muốn lắng nghe những cảm xúc chân thành của bạn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi tí cũng đang gặp được ngày có ngũ hành, kim sinh cho thủy vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được sức khỏe rất tốt, bạn duy trì được thể lực dẻo dai, ít ai có thể sánh bằng. Thậm chí có người còn lại gần để xin bí kíp để có được vóc dáng như bạn nữa về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim cần phải cẩn thận, kẹo này mất tiền vì bất cẩn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nóng vội sẽ khiến cho bạn đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân dù có dấu hiệu nhủ nhát đi chăng nữa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ lứa đôi hóa giải được những hiểu lầm, thêm thấu hiểu lẫn nhau hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc tình cảm gia đình được được in ấm, hạnh phúc, hãy hết sức trân trọng nó nhé. Và đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 68, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. từ vi tuổi xỉu thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bà tuổi xỉu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỷ dậu xỉu phù trợ Các điều này sẽ mang tới cho bạn cảm giác an tâm hơn trong cái chuyện tình cảm của mình đang có người đã có đôi có cặp lúc này bắt đầu bàn tính tới chuyện kết hôn sau một khoảng thời gian tìm hiểu nữa rồi lại thêm trong ngày này với bà tuổi xỉu ngủ hành tam hợp chia chở cũng giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay rất thuận lợi tài lộc thu về không ít nhờ công việc làm thêm kinh doanh buôn bán lợi nhuận tăng cao tìm được khách hàng tiềm năng đối tác đáng tin cậy ký kết được những hợp đồng có giá trị cùng nhau hợp tác về lâu dài đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên nữa nhé trong ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn nhận được sự hỗ trợ của mọi người khi đứng trước những quyết định quan trọng. Bạn mạnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm đi trước chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim đối với những người đang còn độc thân có được cơ hội tìm được một nửa phù hợp Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy các cặp đôi thêm yêu thương gắn kết hơn Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa công việc được thuận lợi thành công hứa hẹn ở phía trước Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh hỏa việc kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc tiền bạc không ngừng tăng lên Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc đừng có bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản lĩnh của bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 58, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử vi tuổi dần thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 ngày thứ hai này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có được báo hiệu có nhiều tin vui về tài lộc với bạn tuổi dần đang có được nguồn thu về tài chính ổn định công việc được thuận lợi thu nhập đáng kể là điểm sáng cho bạn trong vận trình ngày hôm nay Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày cố kim khác với mộc. Điều này cảnh báo cho bạn, cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Với những mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gai gắt hơn, và nếu như bạn không nhanh chóng hóa giải mà gặp phải sự phá hoại của kẻ thứ ba, thì có thể phần thua thiệt sẽ thuộc về chính bạn mà thôi nhé và trong ngày này đối với những bạn đang còn độc thân luôn muốn tìm kiếm một người mang lại cho mình cảm giác an toàn là bến bờ để yên tâm dựa vào sau những mệt mỏi ở ngoài kia song dường như bạn đang đòi hỏi ở đối phương quá nhiều mà không chịu đưa ra tình cảm thực sự của chính mình nữa về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc được suôn sẻ, yên tâm và nỗ lực hơn cho tương lai của mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, tài lộc được ổn định, thu nhập được cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, mâu thuẫn thêm phần gai gắt khi hiểu lầm không được hóa giải kịp thời. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tình cảm không được như ý muốn, mối quan hệ có dấu hiệu dấu hiệu rạn nứt. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, đối với những người đang còn độc thân, không bằng lòng trả giá vì tình cảm của mình và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 23 số 68 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Ngọa tuổi Tuất tuổi Hợi Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọ Mão Dậu điều này nhắc nhở bạn tuổi Mão cần phải lưu ý đây không phải là lúc để cho cảm xúc quyết đoán trong mọi vấn đề của bạn bạn nên xem xét lại mọi việc dưới góc độ logic để biết được mình đang đúng hay là sai và sau đó bạn mới biết được mình nên làm gì nhé và trong ngày này với bạn tuổi mão bạn đã trút bỏ được gánh nặng liên quan tới vấn đề về tiền bạc khi bạn đang gặp được ngày của thiên tài ghé thăm, đưa ra những chỉ dẫn để cho bạn có được những quyết định khôn ngoan và ít ai biết rằng trong lúc này bạn đang rụng rỉnh về tiền tiêu, may mắn là bạn không có nhu cầu cao trong việc mua sắm cho nên tiết kiệm được một khoản tiền kha khá nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày của kim mộc xung khắc Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang xảy ra nhiều mâu thuẫn. Và để cải thiện được tình trạng hiện tại thì bạn nên tránh tình trạng xua đua hơn thua bởi dù người thắng cuộc là ai thì cũng sẽ chẳng vui vẻ gì nhé về câu quýt cho bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang còn độc thân bộ là cơ hội tìm được nhân duyên của đời mình từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có được cơ hội phát tài nhanh chóng tiền bạc ầm ầm đổ về nhà từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ có sự bất đồng quan điểm khiến cho mối quan hệ xã giao gặp nhiều mâu thuẫn. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, đừng chủ quan, lơ là với sức khỏe của bản thân. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có nhiều mâu thuẫn và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao quân số may mắn số 23 số 73 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu xanh dương màu trắng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão Từ Vi Tuổi Thìn thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trong ngày hôm nay sẽ tìm được tiếng nối chung với bạn bè, người thân khi đang gặp được ngày có lục hợp chia chở, giúp sức, họ không ngần ngại, khiên ngợi hoặc là thể hiện sự tôn trọng với bạn nữa. Và trong ngày thứ hai này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này còn giúp cho bạn làm việc gì cũng cảm thấy được hanh thông, thoải mái và tự tin. Mọi việc trong ngày hôm nay diễn ra được suôn sẻ một phần là có sự hỗ trợ của những người xung quanh và bạn nên trân trọng và không quên nói lời cảm ơn họ nữa nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng điều này cho thấy với bạn đang có người hỗ trợ để cho bạn phát huy được năng lực của mình nhưng bạn cũng đừng có chủ quan nếu như bạn đang bận rộn lên kế hoạch cho tương lai của mình thì bạn cần phải đánh giá chính xác hơn về năng lực của bản thân và tình huống trước mắt cho thật cụ thể cái đã nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có được cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cố gắng không ngừng nghỉ thành công sẽ tìm đến. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, sức đề kháng bị giảm sút là nguyên nhân dẫn tới các bệnh tật phát sinh. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chỉ khi hai người biết quan tâm và yêu thương nhau thì tình cảm mới phát triển được gắn kết. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình ấm áp, tràn ngập yêu thương và đánh giá của ban tổ thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 26 số 85 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phụ trợ tuổi Tuất tuổi Hợi Tử vi tuổi tỵ thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022 ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu sửu phù trợ. Các điều này mang tới hạnh phúc tràn đầy cho bạn trong ngày hôm nay. Hai người có thể có được những cuộc hẹn hò lãng mạn trong ngày ở những nơi thú vị để làm mới tình yêu lứa đôi và với bà tuổi tỵ. Đừng có để cho sự nhàm chán của cơ hội xiên ngang phá vỡ đi hạnh phúc của hai người nhé. Với bạn thủ tỵ trong ngày này, rất dễ có được những quyết định sáng suốt khi bạn đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ. Đây cũng là lốc rất thuận lợi cho việc học hành, thi cử, bầu cử của bạn mệnh hay là xin việc nữa. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện nhé. Và trong ngày này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có kim hỏa xung khắc. Điều này cho thấy với bạn trong ngày hôm nay rất dễ bị trách mắng. Có vẻ như có một số chuyện mà bạn vì bận rộn bạn đã bỏ qua chúng và đã đến lúc bạn cần phải sắp xếp lại mọi thứ, ưu tin theo thứ tự rồi hoàn tất những công việc đó nếu như bạn không muốn phung phí về thời gian của chính mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, năng lực của bạn được khẳng định, tự tin vào chính bản thân mình. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, các cặp đôi vì mâu thuẫn mà xảy ra sự tranh cãi liên tiếp. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, nhận được sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua giai đoạn khó khăn. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, đối với những bạn đang còn độc thân, khó vượt qua chính mình nên bỏ lỡ nhiều mối nhân duyên từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, công việc được thuận lợi, mưu sự dễ thành. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 17, số 69, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. từ với tuổi ngọ thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với ba tuổi ngọ, xem tử vi cho thấy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải hết sức cảnh giác và giữ được sự tỉnh táo trong ngày hôm nay. Thiên quan chiếu mệnh là nguyên nhân khiến cho công việc của bạn mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi ngọ, cũng đang có sự xuất hiện của tiểu nhân đun tìm cơ hội để niếm đá sau lưng phá hoại cơ hội thăng tiến của bản mệnh, khiến cho công sức làm lụng bao lâu nay của bạn có thể đổ xuống sông xuống bể chỉ trong chớp mắt và nếu như bạn tự họa bạn không sẵn sàng về tinh thần để chiến đấu và luôn cảnh giác trước những cảm bệnh ở phía trước thì hậu quả mà bạn nhận lại sẽ rất nặng nề nữa lại thêm, trong vật trình ngày thứ hai này với bà Tử Ngọ đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc, điều này cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ rạn nứt trong chuyện tình cảm. Vợ chồng cần phải dành nhiều thời gian cho nhau và quan tâm, chăm sóc lẫn nhau để cho tình cảm hai người luôn được sưởi ấm. Bạn đừng có để cho thời gian khiến cho đôi bên nhạt nhẽo, lạnh dần đi nhé về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tiểu nhân luôn tìm cơ hội để phá hoại cản trở quá trình thăng tiến của bạn từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy cần phải giữ được sự tỉnh táo để sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tình cảm có nguy cơ bị rạn nứt từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có thể nhận hậu quả nặng nề vì thiếu sự cảnh giác trước cạm bẫy từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, mối quan hệ vợ chồng có sự lạnh nhạt vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Và đánh giá của bạn tử ngoại trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 44, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với ba tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay có thể sẽ tìm được những cách giải quyết để vượt qua khó khăn lần này. Với ba tuổi mùi, bạn cần phải bình tĩnh để tìm đối sách, chứ đừng có ngại đi theo con đường mới để có thể có được cách thức phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại cho mình nhé. Đặc biệt với bạn tuổi mùi, sự sáng tạo sẽ giúp cho bạn tiến nhanh hơn rất chi là nhiều. Đừng chỉ nhốt mình trong những lối mòn cũ kỹ trước đó mà bạn cần phải biết rằng bản thân mình đang có thế mạnh ở đâu để phát huy năng lực của bản thân mình, thế mạnh của bản thân mình hơn nữa nhé. Trong ngày thứ hai này, với ba tuổi mùi, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Điều này cho thấy, với bạn cũng đang rất may mắn trong cái chuyện tình cảm ngày hôm nay. Khi bạn đang có được hậu phương vượng chắc, có người luôn tin tưởng và ủng hộ hết mình, cho nên mọi khó khăn, căng thẳng đều từng bước vượt qua được. Có một người yêu thương mình đến như vậy, luôn ở phía sau lưng, bạn cảm thấy mình rất chi là hạnh phúc nữa rồi nhé vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim dù trong hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh để tìm ra đối sách tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tìm được cách giải quyết để vượt qua khó khăn tử vi tuổi kỷ mùi cuộc mệnh hỏa, tìm ra thế mạnh và phát huy sở trường là điều quan trọng. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đừng có ngần ngại, đổi mới tư duy sao cho phù hợp với thời đại. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hạnh phúc vì sau lưng luôn có được hậu phương vững chắc. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 25, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngủ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được những gợi ý khi với bạn tuổi thân biết rằng bạn cảm thấy bối rối và không biết làm như thế nào để xử lý tình huống này. Thì bạn hãy tìm tới bạn bè hoặc có thể sẽ cho bạn có được những lời khuyên hữu ích hơn là bạn nghĩ rất nhiều. Với bạn dành thời gian để nghe những chia sẻ, những đóng góp của họa bạn sẽ biết mình cần phải làm gì nữa bạn Thủ Than nhé? Nhưng dường như trong ngày này với bà tuổi thân, bạn chỉ bận rộn cho việc buôn chuyện mà không quan tâm cho lắm tới công việc được giao dưới sự, sự ảnh hưởng của kíp tài gây ra. Và tốt nhất là bạn cần phải cố gắng động viên mọi người tập trung vào những nhiệm vụ đó và hoàn thành chúng thay vì bận rộn với những cuộc vui vô thưởng vô phạt như hiện tại nhé. Và ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày cố kim khí vượng, điều này khiến cho bạn đang khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn nên tránh nhận quyết định và hành động nâu nổi khiến cho người khác có cái nhìn sai lệch về bản thân. Nếu như bạn quá vội vã, bạn có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, gây thêm phiền phức cho mình mà thôi về câu quyết cho bạn thân trong ngày thứ hai này từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy bệnh tật tìm đến cần phải đi thăm khám bác sĩ kịp thời từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã dạ giao có được sự hài hòa mang lại cho bạn những lợi thế khác biệt từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần phải cẩn thận kéo tiền bạc chẳng thể nào giữ được trong tay từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc công việc gặp nhiều thuận lợi có được cơ hội thành công ngay trước mắt từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nọ được hết mình uh, sẽ tiến tới thành công và đánh giá của bản thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 70, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Với bà tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Điều này cho thấy với bạn đang chia giấu một điều gì đó nhưng vẫn đang để lộ rõ những lo lắng trên khuôn mặt của mình và nếu như bạn cảm thấy cần thì bạn nên tìm người đáng tin cậy để trút bầu tâm sự trôi nhẹ lòng hơn bạn cũng không cần phải nhờ tới ai đó để xin lời khuyên vào lúc này nhé và trong ngày này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn càng trốn tránh càng dễ gặp phải những rắc rối. Và với bạn chẳng thể làm thế nào để trốn chạy được những vấn đề đang khiến cho bạn đau đầu. Cách tốt nhất là bạn nên đối diện với nó bởi vì bạn có trốn tránh đi đâu chăng nữa, nó cũng sẽ tìm đến và khiến cho bạn phải tìm cách giải quyết chúng nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh có phần bị giảm sút. Một phần có thể là vì bạn suy nghĩ quá nhiều, trở thành tâm bệnh mà thôi. Vì vậy, với bạn tuổi dậu nên học cách đi ngủ sớm, đúng giờ và quên đi những thứ mà bạn đang bận tâm nữa nhé về câu quý cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy cần chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa đừng có giữ mãi những buồn bực lo lắng ở trong lòng hãy chia sẻ với người đáng tin cậy tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cần tránh xa những chuyện thị phi kéo lại rước họa vào thân tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cần phải cẩn trọng trong cách hành xử chớ để xảy ra sơ suất đáng tiếc tử vi tuổi quý dậu cuộc mệnh kim, tinh thần sa sút, uể oải, thiếu sức sống khiến cho bệnh tật dễ dàng tìm đến. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi. tử vi tuổi tuất thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Với bà tuổi tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy hẳn nhìn ai cũng muốn mạo hiểm để giành được phần thưởng lớn cho mình. Nhưng với bà tuổi tuất trong ngày hôm nay đang chịu tác động của cục diện ngũ hành, dậu tuất tương hại cho nên, bạn hãy hiểu rằng có những phần thưởng không tương xứng với nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Bạn đừng có liều lĩnh khi bạn chưa hiểu rõ hậu quả của nó là gì bạn tuổi tuất nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất đang gặp được ngày của chính ấn tương trợ đưa đẩy giúp cho bạn có thể gặp được người có quyền thế, địa vị hoặc là một người có kinh nghiệm để giúp sức cho bạn, với bạn cảm thấy tự tin hơn, bớt đi sự hoang mang trước đây và có thể tập trung vào nhiệm vụ của chính mình nữa rồi. Lại thêm trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang dần được cải thiện rõ rệt so với trước đây. Nhiều người tìm được phương thức chữa bệnh phù hợp nhờ đó mà phục hồi sau một thời gian ngắn chữa trị nữa rồi. Về câu quýt cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm thấy được nửa kia của mình. Từ vi tuổi bính tuất Thuộc mệnh thổ, đừng có bỏ lỡ cơ hội để khẳng định bản thân. Từ vi tuổi màu tuất thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi có được sự hài hòa, êm ấm bên nhau. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, sức khỏe được cải thiện đáng kể nhờ biết điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, công việc được hanh thông, suôn sẻ hơn trước rất nhiều và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 24 số 84 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh làm cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn vì thế mà không được thuận lợi cho lắm. Bạn mệnh tuổi hợi đang để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng quá nhiều tới công việc của mình, đang thiếu tập trung cho công việc không đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt khi cần thiết nữa. Nhưng với bạn thử Hợi trong ngày này hãy nhớ là với những bước ngoặt khó khăn trong cuộc sống này đều để giúp cho chúng ta trưởng thành và lớn khôn nhanh hơn. Vì thế, dù bạn phải đối mặt với chuyện gì khó khăn thì hãy cứ tự tin lên, hãy chứng tỏ với mọi người rằng bạn còn làm tốt hơn gấp nhiều lần so với những gì người ta nghĩ nữa. Ngày này, bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày của kim sinh cho thủy vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy con đường tình duyên của bạn có được sự khởi sắc, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đang còn độc thân, không cần phải lo lắng cô đơn, không có người yêu, bởi bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương khi tự tin hơn vào bản thân mình. Biết đâu tình yêu sẽ đến với bạn vào một thời điểm bạn không ngờ tới nhất. Vậy nên, bạn cũng đừng có vội nản chí bạn tuổi hợi nhé về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa để tình cảm ảnh hưởng tới công việc thiếu đi sự tập trung cho công việc của mình từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ công danh sự nghiệp gặp một vài trục trặc bạn cần phải sớm tìm cách để khắc phục từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc con đường tình duyên có được sự khởi sắc đào hoa nở rộ từ vi tuổi tân hợi mệnh Kim khó khăn làm bước đà để trưởng thành hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân mình từ vây tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy đối với những bạn đang còn độc thân sớm tìm được một nửa yêu thương và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 39 số 66 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát Tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi xíu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.